Xin chào anh em, hôm nay Song Long Media rất vui được trở lại và unbox một sản phẩm Beats by Dre. Đó chính là chiếc tai nghe Bluetooth thể thao đến từ Beats by Dre. Chiếc tai nghe Powerbeats 3 Wireless chính hãng. Và đây là phiên bản nâng cấp của đời Powerbeats 2 Wireless đã từng bán trước đây. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem bản Powerbeats 3 Wireless này có gì thay đổi so với Powerbeats 2 Wireless. Vâng, trước hết là cách đóng gói thì cũng tương tự như chiếc Powerbeats 2 Wireless. Thì ở phía trước là gồm có mica bóng trong để chúng ta có thể nhìn lục luôn xuyên suốt sản phẩm để nhìn thấy màu sắc và ảnh thực hình thực tế của sản phẩm như thế nào. Và ở dưới là gồm có in chữ Powerbeats 3 Wireless. Ở trên này là có một cái tem màu đỏ ghi nổi bật up to 12 giờ battery life, có nghĩa là nâng cấp gấp đôi so với cả cái phiên bản cũ. Ở phiên bản cũ thì chỉ được có 6 tiếng thôi. Đấy là cái điểm nổi bật của sản phẩm này họ muốn nhấn vào. Và bên phía cạnh trái của hộp thì có in hình một anh da đen. Vâng, anh da đen có chữ ký của anh ấy, anh LeBron James. Và anh da đen này là đại sứ thân thiện của Beats by Dre xuyên suốt từ sản phẩm Powerbeats 1, 2, 3 đều có mặt anh ta. Anh ta là vận động viên bóng rổ rất là nổi tiếng. Vâng, và đây là phía sau của hộp sản phẩm thì chúng ta gồm có những cái thông số như sau là Powerbeats 3 Wireless này, và tất nhiên rồi có hiệu Bluetooth. Đây chắc chắn là cái tai này là chạy bằng không dây Bluetooth rồi, và nó có thời lượng pin là chơi được 12 giờ liên tục, gấp đôi so với cả cái phiên bản cũ trước đây. Và có công nghệ sạc nhanh. Và đây cũng chính là một cái điểm nâng cấp nữa của chiếc Powerbeats 2 trước đây, là sạc 5 phút nghe được 1 giờ. Tiếp tục đến là khả năng chống nước và mồ hôi. Vâng, đây cũng là một cái nữa để nâng cấp so với cả phiên bản 2. Ở phiên bản 2 thì không thấy có nhắc gì đến cái thông tin này. Nhưng mà tuy nhiên thì hãng ở đây ghi là chống mồ hôi và nước thôi, nhưng mà mình cũng chưa hiểu là nó theo tiêu chuẩn nào, hãng không hề nhắc tới. Ví dụ như là các tiêu chuẩn chống nước như chúng ta thường thấy là IP68 này, hay IPX3X5X7 chẳng hạn, thì nó sẽ có cái mức độ chịu nước khác nhau, nhưng mà ở đây thì không hề ghi, cho nên mình không biết nó chịu ở mức độ nào. Tốt nhất các bạn dùng thì chúng ta nên kiêng nước, nhưng mà mồ hôi thì thoải mái. Và cái chiếc tai nghe này có cái móc để đeo được vào vành tai và có thể điều chỉnh được nhé. Tiếp đến là có cái cụm phím điều khiển nhạc và cuộc gọi. Vâng, vẫn như đời 2 thôi. Và cạnh phải của sản phẩm thì có in chữ Beats by Dre ở đây, cái phông chữ trông rất là đẹp. Và cuối cùng là phần phía đáy hộp thì in các cái thông tin của nhà sản xuất này, date này, và các cái dãy số series. Khi các bạn mua hàng, các bạn chú ý là ở phía đáy này nó có một cái tem series thì chúng ta phải trùng khớp với cả ở trên cái tai nghe, trên dây tai nghe này, thì nó mới là đúng full box hàng chuẩn. Và ở phía trên thì có một cái tay sách bằng nhựa màu đen. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành mở chiếc tai nghe này ra xem bên trong cụ thể nó ra sao nhé. Mình sẽ mở từ từ cho các bạn xem. Wow, ra bóc cái này ra. Đấy, rút cái này lên này. Tí nữa mình sẽ đi lại chiếc tai nghe này sau. Đây là cách đóng gói của Beats. Vâng, vẫn rất là cầu kỳ và đẹp, giống các cái phiên bản trước đây. Tiếp đến là chúng ta sẽ lôi cái này ra. Xem bên trong còn gì không? Không còn gì các bạn nhé. Đây là hết này. Mình sẽ đi phần phụ kiện trước. Về phụ kiện của Beats thì ngay đập vào mắt chúng ta là có một bộ tiếp ở đây. Đấy. Cái bộ tiếp này thì gồm có thêm 3 đôi, là một đôi cỡ to này, một đôi cỡ nhỏ này, và đôi trung bình thì đang gắn được ở trên tai rồi. Và cái tiếp ở giữa này chính là cái tiếp mà 2 tầng, tiếp mà các bạn hay gọi là tiếp cây thông đấy. Đấy thì nó nhẹ, giúp chúng ta nhét sâu hơn được vào lỗ tai. Và cái phần tiếp, vỉ tiếp này thì được đóng trong cái mica bóng rất là cẩn thận so với cả các cái phiên bản trước, cách đóng gói của nó rất cẩn thận hơn. Tiếp theo chúng ta có một sợi dây sạc. Ok, ở đây thì hãng có ghi luôn này các bạn nhé, là có sạc nhanh này, 5 phút là nghe được 1 giờ này. Và full charge có nghĩa là các bạn sạc đầy chiếc tai nghe này thì là được 2 giờ.
2 giờ là các bạn sạc đầy được nó và nghe được liên tục trong vòng 12 giờ. Và đây là chiếc cáp sạc của chúng ta. Chắc là mình khỏi phải cần dỡ ra, bởi vì một đầu nó là USB thôi và một đầu của nó là cổng micro USB chứ không phải là Type C hay là Lightning nhé các bạn nhé. Đồ của Apple nhưng mà cái chân sạc này vẫn là micro USB cho nên các bạn cũng rất là dễ sử dụng thôi. Và cái cáp này còn có chức năng nữa là khi các bạn kết nối vào máy tính thì chúng ta update cái firmware này hoặc là check cái hàng chính hãng này. Đó, chứ không phải là có chức năng là sạc không đâu. Và tiếp đến là một chiếc bao. Wow, đây cũng là một cái điểm khác biệt so với cả cái phiên bản 2. Đấy. Cái bao này rất là nhỏ gọn hơn này và nó được làm hoàn toàn bằng cao su hay silicone gì đó, rất là rẻ. Và không có khóa gì cả, chúng ta chỉ bóp vào này, chúng ta cho tai nghe vào đây, thế là xong. Nhưng mà mình thì mình không khoái cái hộp này lắm, mình thích cái hộp cũ hơn. Đây chính là cái hộp cũ phiên bản 2. Powerbit 2 Wireless, đây là 3. Đấy thì 2 này nó to hơn thì nó chứa được cả dây sạc này và đựng thoải mái hơn và có kéo khóa. Mình thấy nó chuyên nghiệp hơn và mình thích cái này hơn là cái mới này. Mới này mình đánh giá cũng không cao lắm, không biết sử dụng thế nào. Ok, tiếp đến phụ kiện của chúng ta xem còn gì không nhá. À, chắc là hết rồi. Và cuối cùng là những cái bí kíp võ công, sách vở lung tung. Vâng, vẫn là một quyển sách có in logo bit màu đỏ Powerbit 3 Wireless này. Và ở trong là một số những cái hướng dẫn sử dụng cho chúng ta khi kết nối này, rồi là những cái chức năng này. Khi kết nối chúng ta để gần nhé, khoảng 5cm so với máy thì nó sẽ nhận diện được cái tai nghe này. Đấy. Và nó tương thích được với cả đồ của Apple, ví dụ như là máy tính Mac này, máy tính bảng này và đồng hồ này, các cái dữ liệu của nó nữa. Và đây là cái phím chức năng. Đấy, vậy thôi. Các bạn có thời gian mua về các bạn có thể đọc sau. Vâng, vẫn là một miếng logo bit màu đỏ huyền thoại luôn, từ bao nhiêu năm nay vẫn có. Các bạn có thể dán cái đề can và sách hướng dẫn sử dụng gồm nhiều thứ tiếng. Vâng, thế là hết. Và ở đây là toàn bộ cái phụ kiện, tất cả bộ của nó đây. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết chiếc tai nghe nhé, cho chúng ta xem chiếc tai nghe này ra sao. Mình sẽ cất hết phụ kiện nó đi. Đây. Mình sẽ dỡ chiếc tai nghe này ra. Cách đóng gói thì cũng như Powerbit 2 Wireless, rất là đẹp và cẩn thận. Vâng, và đây chính là chiếc tai nghe Powerbit 3 Wireless của chúng ta. Về kiểu dáng ấy, thì mình nhìn qua thì cũng không khác gì so với cả phiên bản Powerbit 2. Và cái chất liệu thì cũng vậy, cái độ dài dây cũng thế. Đấy, về cơ bản thì đến 90% mình thấy nó giống, nó không khác gì cả. Đây, tiện thể mình đã có cái chiếc Powerbit 2 này rồi, nhưng mà chiếc này là hàng cũ thôi, để cho các bạn xem về cái điểm tương đồng. Nó cũng hoàn toàn gần như là giống nhau thôi, nó không khác gì đâu. Nó chỉ nâng cấp thêm về cái phần cứng và cả cái thời lượng pin. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết sản phẩm này. Đây là chiếc tai nghe thể thao, cho nên là nó có cái móc này khiến chúng ta móc vào vành tai nó sẽ rất là thoải mái và sẽ không bị rơi, khi giúp chúng ta tự tin khi mà vận động, không thể rớt được ra ngoài. Và cái móc này như vừa nãy nhà sản xuất đã có nói là có thể điều chỉnh được. Đấy, các bạn có thể uốn được, bởi vì đây ở trong này nó là một cọng kim loại dẻo, các bạn có thể uốn được theo tùy từng kích thước tai của mỗi người. Và mặt trước thì có dập nổi logo hình chữ B, bên cạnh thì có chữ Powerbit. Phiên bản mình đang cầm là phiên bản màu xanh. Và ở phía trên, xin lỗi các bạn, đây là bên tai trái. Bên tai trái thì gồm có cụm nguồn và có cổng sạc. Thì ở phía trên này thì có một cái phím ở đây. Thì cái phím này chính là cái phím nguồn, khi các bạn bấm vào đây khoảng 2 giây thì nó sẽ chớp một cái đèn LED ở đây. Đấy, nó sẽ chớp như này, nháy nháy này, là có nghĩa là nó đang chờ tín hiệu Bluetooth, và mình giữ khoảng 3 giây thì nó sẽ tắt. Và phía dưới đáy này của thân máy, của thân tai nghe bên trái thì có một cái cổng sạc micro USB. Đây là cũng là một cái điểm khác so với cả cái phiên bản cũ. Trước đây là phiên bản 2 thì nó có một cái nắp đậy như này các bạn. Đấy, thì có thể là cái khả năng chống nước của nó không được tốt, cho nên nó phải có cái nắp đậy cao su để nó bảo vệ chống nước và chống bụi, mồ hôi. Nhưng mà ở cái phiên bản mới này thì
chắc chắn là cái khả năng chống nước và mồ hôi của nó rất là tốt, cho nên là hãng đã bỏ luôn cả cái nắp che đi và để hở luôn như này cho chúng ta mỗi lần cắm sạc nó sẽ thuận tiện hơn. Vâng, và mặt sau của chiếc tai nghe thì có gì? Gồm có một cái núm cao su, các bạn có thể thay thế đây, các bạn có thể mở ra để thay thế này. Và phía bên trong là ống tai nghe và lỗ thoát hơi. Ở dưới gầm này cũng vậy này. Đó, thì ở đây thì có một cái filter đấy, để cho chúng nó chống bụi và có thể chống nước nó vô. Chúng ta lắp lại như này. Đấy, và ở cái điểm khác biệt giữa thân tai 3 và 2 thì đây, ở 3 thì có một cái lỗ thoát hơi ở đây thôi, và cái phiên bản 2 thì nó gồm có 5 cái lỗ thoát hơi lận. Đó. Đấy, các bạn nhìn đây. Và nó hai bản 2 thì có nắp sạc và bản 3 thì không có nắp sạc. Đó, còn về kích thước thì mình thấy nó gần tương đồng nhau, nhưng mà Powerbeat 3 nhìn cái chỗ thân này nó to hơn một chút. Đấy, thì có thể là chính vì thời lượng pin nó nâng cao lên gấp đôi, cho nên là cái vật lý về phần cứng vật lý thì nó cũng phải tăng thêm. Đó là một cái điều muôn thuở ai cũng có thể hiểu. Cho nên là nhìn nó to hơn hai một chút xíu thôi, nhưng mà cảm giác đeo trên tai thì vẫn rất là dễ chịu, không có vấn đề gì bị nặng cả. Đấy, về trọng lượng thì mình thấy gần tương đương nhau, tuy nhiên cái này nó hơi nặng hơn một chút thôi, không đáng kể. Và tiếp đến phía dưới là chúng ta có một cái cụm phím. Cụm phím điều khiển này thì là cái điểm khác biệt nữa so với cả cái phiên bản 2. Phiên bản 2 thì cụm phím các bạn nhìn thấy có vẻ to hơn đúng không? Và nó được làm bằng cao su này, xong rồi nó chạy keo xung quanh này và kín mít luôn, không có cái lỗ hở nào cả. Bởi vì nó làm như vậy để chống mồ hôi chui vào đây, nhưng mà mình cũng vẫn thấy nhiều, có một số trường hợp là mồ hôi vẫn có thể chui vào đây sau một thời gian sử dụng. Nhưng mà phiên bản 3 này thì nó đã khác hoàn toàn rồi. Đấy, nó làm có khe hở hẳn hoi này. Và cái phím này là được làm bằng nhựa cứng chứ không phải được làm bằng cao su nữa. Đây, cái này làm bằng cao su này. Các bạn sờ các bạn còn thấy mềm mềm dẻo dẻo này. Đấy, thì mặt trước của Powerbeat 3 thì không có biểu tượng dấu cộng trừ, đã mất đi, thay vào đó là cái phím nó được dập nổi lên này và chìm đi. Thì nổi lên có nghĩa là tăng âm lượng, còn chìm xuống thì là giảm âm lượng. Và phím giữa này thì chính là cái phím nhận cuộc gọi và tua bài trên iOS và Android. Đây, cộng trừ đây và ở đây không còn cộng trừ nữa. Và mặt sau vẫn là một cái lỗ mic để cho chúng ta đàm thoại. Đấy. Thì ở cái phiên bản 3 này thì mình đánh giá cao ở cái cụm phím này, nó nhỏ gọn và cái lực ấn cũng rất là nhẹ, nó không bị nặng như ở cái phiên bản 2. Đây là một cái điểm mình rất thích. Và cái mic nữa, thì khi mà chúng ta phiên bản 2 chúng ta bấm vào đây thì đồng thời cái tay chúng ta chạm vào đây thì sẽ che cái lỗ mic này đi. Đây, nó nằm ở giữa này thì cũng rất là, nói chung là cũng không phải là cái ý kiến sáng tạo gì nó hay ho, mà mình đánh giá ở cái phiên bản 3 này mới là hay. Các bạn bấm vào đây thì mic cũng không bị che, vẫn nói được chuyện. Và cảm giác bấm phím rất là thích. Vâng, và phía dưới nữa là cái logo biểu tượng chữ bit. Cái cục nhựa này là chính là cái cục nhựa để chúng ta điều chỉnh dây cho nó dài ngắn. Khi các bạn đeo sau gáy, các bạn có thể điều chỉnh được nó dài ngắn tùy theo cái vòng cổ của mỗi người. Thì cũng giống như phiên bản 2 cũng vậy. Đấy, cũng không khác gì cả. Và dây thì vẫn là dây dẹt chống rối, và cái kích thước dây thì cũng vẫn giống nhau. Rồi, và tiếp đến tay phải. Tay phải thì gồm có, xem nào, không có cái phần cứng phím bấm gì cả, cũng giống cái cả cái phiên bản 2 thôi. Thì gồm có thân tai nghe này, móc tai này, và củ loa, nút cao su. Vâng, vẫn vậy. Và các bạn lưu ý là trên mỗi một chiếc tai nghe Powerbeat thì nó sẽ có một cái dãy số seri. Đây, có cái một cái dãy số seri cho các bạn xem. Cái dãy số seri này các bạn nó sẽ phải trùng khớp với cả cái dãy số seri ở trên vỏ hộp các bạn nhé. Hoặc các bạn cắm vào máy tính thì nó cũng sẽ hiện lên. Đây, nó ở chính giữa. Còn ở phiên bản 2 thì thường thường nó sẽ nằm ở một bên. Đấy, nằm bên phải. Còn cái này thì nó lại nằm ở chính giữa sợi dây luôn. Chắc có thể là camera của mình sẽ không soi được cái số seri đâu, bởi vì nó rất bé, các bạn có thể nhìn sát mới thấy được. Vâng, và mình cũng sẽ thử trải nghiệm cho các bạn xem khi chúng ta quận vào, để vào trong này xem nó có dễ chịu không, hay nó khó khăn hơn. Vâng, mình đúng như mình dự đoán luôn, là mình thấy nó hơi chật trội hơn với cả cái phiên bản hộp phiên bản cũ. Nhưng mà tuy nhiên thì nó được cái là nó nhỏ gọn. Nhưng mà về cái phần chống sốc và cái phần chịu va đập thì chắc chắn là mình nghĩ là không thể bằng cái này được. Cái này nó là hộp cứng nên nó chịu va đập tốt hơn là cái thằng này, nó dẻo. Đấy, khi mà tì đè các bạn để trong ba lô hay là cốp xe, các bạn nên chú ý cái điều này nhé.
Vâng, và mình nói qua lại một chút về cái thông tin của nhà sản xuất. Ở đây thì chúng ta có sạc nhanh 5 phút ngay 1 giờ, và chúng ta có thời lượng pin gấp đôi so với cả phiên bản cũ là lên đến 12 giờ nghe liên tục. Đấy là cái điểm sáng giá và điểm khác biệt nhất so với cả chiếc Powerbeats 2 wireless với cả chiếc Powerbeats 3 wireless. Và sau đây mình sẽ tiến hành kết nối chiếc tai nghe này với cả một thiết bị của Apple xem như nào nhé. Ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối luôn. Ở màn hình điện thoại các bạn vuốt lên này, thì các bạn ở chế độ tắt Bluetooth thì chúng ta bật lên này. Chúng ta vào phần setting và chúng ta bật Bluetooth lên dò tìm cũng được, không sao cả. Nhưng mà ở đây thì nó có cái con chip mới và tương thích với cả hệ điều hành iOS 10 trở lên, thì các bạn làm cái thao tác nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ việc bật Bluetooth ở phía ngoài màn hình này thôi, và chúng ta giữ phím nguồn trong vòng khoảng 2 giây. Đấy, chúng ta nhả ra thì ở đây nó đã hiện lên chiếc Powerbeats 3 rồi và nhắc chúng ta kết nối. Chúng ta bấm vào kết nối. Đấy, vậy là xong. Và nó sẽ báo luôn là chiếc Powerbeats này của tên là ai này, và thời lượng pin là còn bao nhiêu phần trăm. Rất là nhanh chóng và gọn nhẹ, và mình không cần phải vào phần setting nữa. Đấy, và các bạn chỉ việc chơi nhạc thôi. Đấy, và cái phím bấm này thì chúng ta đây có thể giảm âm lượng này, tăng âm lượng này. Đấy, dừng bài hát này, chơi bài hát này, và nháy 2 lần thì chúng ta là tua tiến bài hát, và nháy 3 lần thì là tua lùi bài hát nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi phải không? Vâng, và khi các bạn đã kết nối với nó xong rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể đổi tên được cái sản phẩm này. Các bạn vào phần setting này, các bạn vào phần Bluetooth và tìm đến cái thiết bị Powerbeats 3 mà các bạn vừa mới kết nối xong ấy, thì chúng ta sẽ vào cái dấu chấm than ở chỗ này. Trên Android thì mình chưa thử nhé, nhưng mà đây trên iOS thì mình đã thử. Và ở chỗ này có cái tên này, tên của mình đây, và mình bấm vào đây. Đấy, thì nó sẽ nhắc mình có thể đổi được tên. Đấy, chứ không cần phải đúng tên mặc định như này của nó. Một cái tính năng này cũng rất là thú vị. Mà trước đây, chiếc Powerbeats 2 muốn đổi tên cho nó thì các bạn phải cắm vào PC và lên trang chủ thì mới có thể đổi tên được cho nó. Nhưng mà giờ đây các bạn có thể đổi được ngay trên màn hình của điện thoại, rất là tiện. Vâng, xin chào bà con, và bây giờ mình đã quay trở lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để cắm chiếc Powerbeats này vào máy tính để chúng ta update cái firmware hoặc là check nó có phải là hàng chính hãng hay không. Trước hết chúng ta cần những gì? Chúng ta cần một chiếc máy tính này, và có một cọng dây micro USB để kết nối với cả chiếc tai nghe Powerbeats này với cả máy tính. Thì chúng ta đầu micro chúng ta cắm vào như là sạc bình thường. Đấy, và đầu còn lại chúng ta cắm vào cổng USB của máy tính. Đây. Đấy, sau khi cắm thì nó sẽ báo lên đèn đỏ, nghĩa là chúng nó vào điện và nó có thể trao đổi được cái data. Và các bạn lưu ý là chúng ta vào trang chủ Bitbinary, sau đó thì chúng ta kéo xuống phần chân trang, tải cái phần mềm về. Cái này mình hướng dẫn ở các nhiều các clip trước rồi, nhưng mình nhắc qua lại một chút thôi. Và chúng ta vào cái phần update cho bit này, sau đó chúng ta download cái phần mềm về và cài đặt trên máy tính như bình thường. Sau đó thì sẽ ở trên máy tính sẽ có một cái logo màu ghi của bit ở đây. Nhưng mà khi mà các bạn chưa cắm chiếc bit này vào thì nó sẽ là màu ghi. Nhưng mà khi mà chúng ta cắm bit vào rồi, nhưng mà đặc biệt là bit xịn nhé các bạn nhé. Nếu mà bit fake, bit nhái, bit vớ va vớ vẩn thì cắm vào thì nó vẫn cứ màu ghi thôi, nó không lên đâu. Còn đâu nếu mà nó không lên mà hàng mình chắc chắn hàng của các bạn là xịn rồi, và các bạn cắm vào không lên thì các bạn xem lại, kiểm tra lại driver hoặc là dây cáp. Còn lại thì chúng ta cắm vào khi mà nó lên cái màu đen như này thì là ok rồi, 100%, 1000, hàng chúng ta là hàng xịn rồi. Và chúng ta bấm vào đây thì bấm vào cái biểu tượng bit đấy thì nó sẽ lên tên của Powerbeats 3 này, của ví dụ của mình này, thì nó sẽ hiện lên cái thời lượng pin này, version là cái firmware đang chạy là mấy chấm này, thì chúng ta bấm vào đây là sẽ dẫn chúng ta lên một cái link của trang chủ để nó xác minh cho mình cái tai nghe này nó có phải là chính hãng hay không, thì nó sẽ show ra hết toàn bộ những cái thông tin về chiếc tai nghe này. Đây, ví dụ ok, mình nói có sách mách có chứng, nói chuẩn luôn. Nó sẽ hiện lên chiếc tai nghe Powerbeats 3 của mình và nó màu xanh, cái background nó màu đen. Và cái thời lượng pin của nó đang, ui dồi, sao lại 69% này. Ok, 69. Và các bạn bấm vào đăng ký. Tiếp đến nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái giao diện màn hình mới. Và ở đây nó sẽ hiện lên các cái thông tin về chiếc tai nghe này. Tên của nó là Powerbeats 3 Wireless, màu của nó là Flat Blue. Và cái ký tự này, đây chính là cái dãy series của các bạn, thì nó phải trùng khớp với cả cái series ở trên dây. Đấy là cái đặc biệt quan trọng.
là chứng tỏ đây là hàng không phải là hàng dựng hay là hàng giết gì cả, mà hàng lắp ráp gì cả, mà là rõ ràng là trên phần mềm nó nhận diện được con chip ở trong này, nó trùng khớp với cả trên cái vỏ, thân vỏ của cái chiếc tai nghe này. Đấy là các bạn hoàn toàn yên tâm. Và các bạn nếu các bạn mua hàng full box thì các bạn check tiếp một cái nữa là ở trên cái box này nó có một cái dãy series ở đây, thì các bạn đối chiếu trùng cả ba, vừa trên máy tính này, vừa trên tai nghe này và vừa trên cái vỏ hộp, nó trùng khớp nhau, thế nào ok. Đó, các bạn đã mua được đúng hàng full box mới 100%. Và các cái bước tiếp theo thì nó nhắc nhở mình đăng ký cái tai nghe này là chính chủ để hãng nó xác minh. Thì các bạn cứ điền những cái thông tin vào thôi, và cuối cùng các bạn tích vào đây và ấn đăng ký. Đây là chiếc tai nghe mới, chưa active cho nên mình phải để nguyên. Đó, đó là cái việc để các bạn có thể update cái firmware cho cái tai nghe này. Các bạn check nó xem có phải là hàng chính hãng hay không, làm tuyệt đối chính xác, không thể hàng giả không bao giờ có thể làm được. Đấy là mình chắc chắn với cả các bạn một điều như vậy. Vâng, và cái việc đeo chiếc tai nghe này thì nói thật là không phải ai mấy lần sử dụng đầu tiên cũng biết cách đeo nó một cách nhanh chóng và gọn nhẹ. Thì tiện đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách mà mình đeo làm sao mà cho nó đúng và cho nó dễ nhất và nhanh nhất có thể. Thì thường thường các bạn chiếc tai nghe như này các bạn hay nhét thẳng này thì hoàn toàn là sai. Và cũng có thể được nhưng mà sẽ rất là mất nhiều thời gian để chúng ta nhét được vào cho nó đúng và nó fit. Thì mình có một cái cách mà đeo nó rất là hay. Các bạn tay nào thì các bạn cầm tay đấy, tay phải cầm tay phải và tay trái thì cầm tay trái như này. Và khi các bạn đưa lên tai các bạn để ngang như này cho mình. Để ngang cái tai nghe đối với cả tai mình như này. Các bạn đặt cái tip tai vào cái lỗ tai, sau đó thì lấy một ngón tay các bạn hất cái vành này lên để cho nó bọc được vào với cả cái vành tai. Đấy, sau đó chúng ta thả ra thôi. Và chỉ việc cái việc còn lại chúng ta hơi ấn vào tai một chút và vừa ấn vừa xoay theo đúng cái chiều của tai chúng ta như này. Đấy, thì cái việc đeo vào thì nó rất là đơn giản và nhanh gọn phải không? Đây là một cái mẹo rất là nhỏ thôi nhưng mà mình cũng chia sẻ với các bạn để chúng ta có một cái cách đeo cho nó nhanh gọn nhất có thể. Và cái dây này chúng ta quàng vào sau gáy và bên còn lại thì mình cũng sẽ đeo tương tự như vậy, không có gì khác cả. Rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3 giây thôi các bạn có thể đeo xong được chiếc tai nghe này. Và ở cái phần gáy này thì còn có một cái dây rút thì chúng ta có thể rút để nó vừa với cả cái gáy của chúng ta, giúp cái dây này nó thít chặt được vào với cả cái cổ của chúng ta hơn. Đấy, và cái dây thừa này chúng ta có thể nhét sau cổ áo. Đấy, rất là gọn. Vâng, và mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối. Và sau một thời gian mình trải nghiệm âm thanh của chiếc tai nghe Powerbeats 3 Wireless này thì mình có một cái đánh giá chung là để so sánh với cả chiếc Powerbeats 2 Wireless thì gần như là nó cũng không có gì khác biệt nhiều. Thì vẫn là một cái chất bass rất là đậm chất beat, đó là nhiều bass. Nếu mà không nhiều bass không mạnh thì tất nhiên nó không phải là beat rồi. Đã beat là phải như vậy, bass là đặc sản của beat mà các bạn. Thì nó dành cho những cái đối tượng mà ưa thích cái nhạc sôi động. Và đặc biệt là chúng ta chơi thể thao, trong cái lúc chúng ta chơi thể thao chắc chắn là chúng ta không thích nghe những cái nhạc gọi là dịu dịu hay là nhỏ nhỏ êm dịu được. Mà đa phần các bạn khi chơi thể thao, nhất là các bạn tập thể thao mạnh thì các bạn lại thích những cái tiếng bass nó bùng nổ hoặc những cái bản nhạc nó sôi động. Vì vậy, chính vì vậy cho nên là hiểu được cái tâm lý chung của người dùng cho nên là beat đã vẫn giữ lại cái chất âm đúng của chất beat cho cái chiếc tai nghe Powerbeats 3 Wireless này. Và một điểm khác biệt một chút xíu thôi với so cả cái phiên bản Powerbeats 2 ấy, thì mình thấy cái tiếng bass của Powerbeats 3 này thì nó có hơi gọi là giảm một chút xíu về cái phần mà nó đánh rền ấy, nó cái đuôi ấy, nó được thu gọn lại một chút thì nghe cái, nó tạo cái cảm giác là nó sẽ chắc khỏe hơn. Và mình xin lỗi các bạn, chắc khỏe nó vẫn thế nhưng mà tạo cái cảm giác nó không bị kiểu như là bị lấn ấy, thì các bạn có thể nghe được nhiều thể loại nhạc khác nhau hơn. Có thể là đây là một chiếc tai nghe mới, nó chưa qua burn-in thì cái cảm giác của mình đeo sơ bộ của mình đánh giá nó là như vậy. Có thể là sau khi burn-in xong thì nó nghe nó lại sẽ khác một chút. Đó là cái đánh giá về cá nhân của mình đối với cả cái sản phẩm này. Và trước mắt các bạn đây là toàn cảnh sản phẩm đầy đủ phụ kiện của chiếc tai nghe Powerbeats 3 Wireless. Và chiếc tai nghe này thì hiện đang có sẵn hàng tại các chi nhánh của Song Long Media. Nếu các bạn cần trải nghiệm mời các bạn qua các chi nhánh của Song Long Media. Nếu có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm các bạn hãy comment ở phía dưới, bên mình sẽ giải đáp các cái thắc mắc của các bạn. Và nếu có mua sắm các bạn hãy đến Song Long Media.